kim tự tháp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin hân hạnh gặp lại quý vị khán giả với người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh Di Bảo. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Kim Tự Tháp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng chào đón vị khách mời đầu tiên là nữ ca sĩ Anh Thúy. Thưa anh, xin được chào quý vị khán giả của chương trình Kim Tự Tháp và em xin chào anh Chi Bảo. Xin chào bạn. Hình như là tôi gặp Thúy trong những cái chương trình ca nhạc ra, còn trong có một vài game show nữa thì phải. Dạ đúng rồi, em cũng tham gia một vài game show của HTV, chẳng hạn như là Nốt Nhạc Vui, Quên Thanh rồi, dạ, chương trình, rồi Chung Sức, rồi Thế Giới Vui Nhộn. Thế Giới Vui Nhộn. Dạ. Coi như là có thâm niên game show đó phải không? Bạn có theo dõi chương trình Kim Tự Tháp bao giờ không? Dạ có, thì thỉnh thoảng thì khi ở nhà em bật lên chương trình thì thấy có chương trình Kim Tự Tháp thì em theo dõi, bởi vì em thấy chương trình cũng thú vị lắm, và khi mà mọi người diễn tả như em thấy em cười một mình. Hôm nay bạn sẽ không cười một mình đâu, sẽ có tới 3-4 người cùng cười với bạn nữa. Dạ em sợ thi lo lắng quá cho nên là cười không nổi. Không có cái gì mà lo hết, hai bên trả lời trúng là đã trúng, hay trả lời trật là trật vậy. Dạ, hy vọng là hên xui của mình. Cảm ơn bạn đến với chương trình của chúng tôi. Xin giới thiệu với bạn, đây một người sẽ cùng cười với bạn đó, đó là anh Huy Trọng. Và vị khách mời thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là một nam diễn viên. Nam diễn viên Hoàng Anh. Xin chào bạn. Chào. Có lẽ là mọi người cũng muốn gặp lại một thủ tướng, phải không ạ? Trong Tết vừa qua chắc là các bạn cũng đã xem bộ phim Thủ Tướng, mà trong đó Hoàng Anh đóng vai trò là thủ tướng. Chắc là thể hiện một vai trò một thủ tướng khó lắm phải không bạn? Đây là phim đầu tiên cho nên là cũng có rất nhiều bỡ ngỡ, rất nhiều khó khăn. Đóng phim xong rồi bạn thấy như thế nào? Đóng phim rất là hay. Qua đó thì học hỏi được nhiều và cũng có những cái thay đổi mới trong cuộc sống. Hiện giờ có thay đổi gì chưa? Hiện giờ thì cũng chưa, nhưng mà nó cũng giúp mình có những cái suy nghĩ trong cuộc sống nó khác hơn nhiều. Ngoài đóng phim ra Hoàng Anh làm nghề gì? Ngoài đóng phim ra thì em làm về kiến trúc, làm design. Làm design thiết kế hả? Vâng. Thiết kế cho những công trình nào? Chuyên ngành em bây giờ hiện tại đang làm về resort. Các khu resort. Thế là bạn làm nghề nào cũng hấp dẫn hết trơn vậy. Như vậy là hiện nay Hoàng Anh chuyển vào trong đây sống ở đây đúng không? Vâng, hiện tại thì em đang sinh sống trong Sài Gòn. Hy vọng rằng tại đây bạn sẽ có nhiều điều kiện và tiếp tục đóng phim nữa, cũng như phát triển resort nữa phải không ạ? Cảm ơn bạn đến với chương trình của chúng tôi. Giới thiệu với bạn người đồng đội đầu tiên của bạn ngày hôm nay, đó là bạn Ngọc Trâm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình Kim Tự Tháp ngày hôm nay. Xin chúc cho hai đội có một cuộc thi thật là vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kim Tự Tháp có tất cả là 4 vòng thi, bao gồm 2 vòng thi khám phá Kim Tự Tháp và 2 vòng thi chinh phục Kim Tự Tháp. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của thẻ Vietcombank, MTV, Debit Card. Và bây giờ vòng thi đầu tiên xin phép được bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình mang tên Khám phá Kim Tự Tháp. Ở vòng này chúng ta sẽ khám phá tất cả là 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Vạn dặm đường xa, làng chài khó nhọc, lóc cóc bò kéo xe, nụ cười xinh, ánh vàng gọn gàng. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số quy định của trò chơi này như sau. Người gợi ý sẽ ngồi trước màn hình vi tính và các đáp án lần lượt được thể hiện. Bạn hãy nhanh chóng dùng những từ ngữ, lời nói hay bất cứ hành động nào để diễn đạt cho người đối diện có thể hiểu từ mà bạn muốn nói. Và xin lưu ý, tất cả sự diễn đạt này không được có từ nào trùng với từ có trong đáp án. Nếu vi phạm, chúng ta sẽ nghe một tín hiệu và bạn sẽ không được tính điểm cho đáp án đó. Bạn có 30 giây để diễn đạt 7 đáp án. Một đáp án trả lời đúng, bạn được 1 điểm. 1 điểm tương đương giá trị tiền thưởng là 100.000 đồng. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá chủ đề đầu tiên. Chủ đề này xin được dành tặng cho bạn Anh Thúy. Mời bạn chọn. Dạ em xin chọn chủ đề ánh vàng. Chủ đề ánh vàng. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những điều có liên quan đến mặt trăng. Mặt trăng chú của chị Hằng cây ra. Bạn có 30 giây.
30 giây bắt đầu. Nước biển dâng lên xuống là gọi là thủy triều, đúng rồi. Cái hiện tượng gì? Người thực. Cái cô múa đẹp á, thằng Nga. Anh trước thằng. Em gì đối với em hả? Bảo à, ngồi gốc cây đa. Chú cuội. Cái gì nói? Thằng Nga. Không, chú. Chú cuội. Chú cuội ngồi gì? Cây đa. Người mà viết thơ về Trăng á, cái ông Lý Bạch. Không, Hàm Bạch Tử. Hàm Bạch Tử. Xin được hỏi anh Trọng, anh mới vừa nhắc tới một người nào nữa à? Trước khi Hàm Bạch Tử là ai à? Dạ, tôi có nói đến Lý Bạch, tại vì Lý Bạch là có cái tích là ông ấy nhìn thấy mặt trăng ở dưới nước, ông ấy say rượu thì ông ấy nhảy xuống, ông ấy vớt mặt trăng. Không biết thơ mà. Đúng rồi, hơi kiếm. Thôi kiếm được không? Không có sao. Thơ Hàm Bạch Tử thì nó mơ mộng hơn, phải không? Dạ, dạ. Và chủ đề đầu tiên dành cho đội bạn Hoàng Anh, mời bạn chọn chủ đề. Chủ đề nụ cười xinh. Chủ đề nụ cười xinh, gợi ý của chủ đề này như sau: những biểu hiện của răng con người. Bị sâu. Sâu răng. Răng con người cũng có biểu hiện nữa đó các bạn ạ. Trắng. Trắng. Răng súng, răng hô. Răng hô. Răng hô. Răng. Rồi gì nữa ạ? Trám nữa ha, kiềng răng rồi vân vân. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Con gì sâu. Bị kèm răng. Không, bỏ qua. Răng rất là thẳng hàng. Đẹp. Trắng. Tăm tắp. Cái gì tăm tắp? Thẳng. Bỏ qua. Rất là. Bỏ qua. Cái gì? Hồi nhỏ mà nghe nó đụng tới răng người ta cũng sợ lắm, lớn cũng còn sợ nữa, phải không? Chủ đề đầu tiên thôi, đây là một sự khởi động thôi ạ. Nhưng mà gặp tới vấn đề răng hơi rắc rối một chút xíu. Chủ đề tiếp theo, chủ đề này dành cho đội của bạn Anh Thúy. Và ở chủ đề này thì anh Trọng sẽ là người gợi ý, mời anh chọn chủ đề. Dạ, tôi chọn chủ đề gọn gàng ạ. Chủ đề gọn gàng, gợi ý của chủ đề này như sau: những thứ có thể treo. Treo. Quần áo. Ô. Anh có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Sao vàng. Sao vàng. Sao vàng nền đỏ của Việt Nam gọi là gì? Cờ. Vừa nói xong mình cởi ra treo. Quần áo. Cái mà tỏa ánh sáng để treo. Đèn. Cái mà có chữ kiểu khẩu hiệu á. Hai chữ. Bán hiệu. Không, bằng tiếng Anh. Hai chữ bán hiệu. Bỏ qua. Kêu con ở chùa. Đồng hồ. Ở chùa. Chuông chuông. Cái mà mình kéo ra kéo lại ở trước để che cái nhà. Rèm. Màn cửa. Anh diễn đạt rất là gọn gàng, rất là rõ ràng. Cảm ơn. Tôi nghĩ là nếu tiếp tục như vậy thì anh đội của anh sẽ ghi được nhiều điểm lắm, với chúng ta vẫn còn những chủ đề phía sau nữa. Chủ đề tiếp theo dành cho đội của bạn Hoàng Anh. Ở chủ đề này thì bạn Ngọc Trâm sẽ là người gợi ý. Mời bạn chọn chủ đề. Em chọn vạn dặm đường xa. Chủ đề vạn dặm đường xa, gợi ý chủ đề này như sau: những điều liên quan tới đôi chân. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Một cái sợi dây hai chân búng lên. Thường người ta gọi là cái gì dây á? Bỏ qua. Đi cái này nè, nhưng mà không có quai hậu nha. Xong đan. Dép. Từng bậc. Cầu thang. Tròn. Một cái tròn đá được á. Banh, trái banh. Hai từ khác nhau. Quả bóng. Mang vô cái tất á. Vớ. Khá hơn ở chủ đề đầu tiên rồi, phải không ạ? Dạ. Nói chung là mọi chuyện bắt đầu đã tốt lên rồi. Các bạn đã trải qua tất cả là 4 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Anh Thúy được 8 điểm và đội của bạn Hoàng Anh được 5 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Chủ đề thứ 5 dành cho đội của bạn Hoàng Anh. Mời bạn chọn chủ đề. Dạ em chọn lóc cốc bò kéo xe. Chủ đề lóc cốc bò kéo xe. Gợi ý của chủ đề này như sau: những điều liên quan đến con bò. Liên quan đến bò. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cái từ á,
bò cái phương tiện bò gì? Bò kéo xe. Hay là, kéo xe. Đúng rồi. À, ông nhà nông á, người ta dùng bò để mà trải một đường dài trên ruộng. Cày bò. Có cái này nè. Sừng. Lấy gì của bò? Từ sữa. Người ta nói là cái gì nướng á, bò. Bò lúc lắc. Không, cái bò này nướng. Nè. Ở trong phần da này nè. Đó là cái tai. Tai. Nhưng mà cái tai không phải đâu, đáp án của chúng ta là thịt. Chủ đề cuối cùng là làng chài có nhập, đây là chủ đề có điểm thưởng. À, không chọn, tự nhiên nó có. Ồ, may quá. À, may quá. Nhưng mà muốn đạt được điểm thưởng này thì phải trả lời đúng hết tất cả 7 đáp án của chúng tôi. Cố lên. Gợi ý của chủ đề này như sau. Ngư dân thường biết. Ba chấm. Ngư dân thường biết những gì? Cá này, chèo này, bơi này. Bơi, thả lưới. Thả lưới lặn này, bơi lặn. Nó ở dưới nước thì là lặn, còn trên nước là bơi. Anh rất kỹ lưỡng. À không, anh Trọng công nhận anh rất kỹ lưỡng. Thời tiết không? Rồi, chúc anh thành công ở chủ đề này nha. Anh có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Trên mặt nước, vừa nói à, trên mặt thả nước. Lưới. Trên mặt à, nước. Bơi. Ở dưới nước. Lặn. Chèo thuyền. Một chữ. Chèo. À, ông lão vọng ông ấy cá ở dưới bằng cái gì? Câu. Đúng. À, vừa nói thả lưới. Lưới không, một chữ thả sau, thả hai chữ à, thả lưới lấy con ở dưới sông quăng bỏ qua. À, mình ăn hàng ngày, mình ăn bằng cái nước chấm gì của Việt Nam mắm, nhưng có chữ một chữ nước. Trước động từ nước làm tôi nghi lắm mà. À, tôi biết anh thấy nào không đem luôn chữ làm với tôi ra nói à. Đúng gì vậy? Như vậy là chúng ta đã trải qua tất cả là 6 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Hoàng Anh được 9 điểm và đội của bạn Anh Thúy 12 điểm. Tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai. À, xin chúc mừng đội của anh. Rất là tuyệt vời. Xin mời. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi chinh phục kim tự tháp. À, chúc mừng chúng ta đã bước vào vòng thi đặc biệt này. Ở vòng này chúng ta sẽ giải đáp tất cả là 6 chủ đề theo thứ tự từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Nếu chủ đề nào khó chúng ta cho qua, còn thời gian thì hãy quay lại để trả lời. Nếu trong 60 giây trả lời đúng hết tất cả 6 chủ đề thì tổng số điểm thưởng ở vòng này là 5.000 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 5 triệu đồng. Ở vòng này thì không được dùng tay để diễn tả. Tay của bạn tôi sẽ bỏ vào đây. Không được phép dùng bất cứ câu nào để gợi ý. Bạn chỉ được dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê. Và để cho dễ nhớ, chúng ta cứ luôn luôn nghĩ rằng là không được nhắc người đối diện. Thí dụ như dù cho có trả lời sai, có gợi ý sai đi chăng nữa, cũng không có được nhắc là gần đúng rồi, không phải hay kia. Tuyệt đối chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là liệt kê thôi, mà dùng từ hoặc cụm từ. Rồi. Anh có điều gì thắc mắc không ạ? Dạ không ạ. À, tôi thấy hôm nay anh làm rất tốt công việc của mình. Anh rất là tỉ mỉ, rất là gọn gàng, phải không ạ? Cứ như thế anh cố gắng tăng tốc độ hơn tí xíu nữa. À, đưa ra nhiều đáp án. Và xin chúc cho hai người thành công. Cảm ơn. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Vừa đến chơi. Hai đội đánh có lưới. Bóng thuyền, bóng rổ. Bóng thuyền. Quả mi. Các loại chim. Nông dân lúa. Ruộng. Cánh đồng. Súc vật. Nông nghiệp. Trồng lớn. Trồng cỏ. Bỏ qua. Thịt hamburger. Hamburger chả. Thịt heo. Chả. Thịt bò. Các loại thịt. Lạnh. Thịt lạnh. Bò. Thịt. Cho qua. Rung chuyển. Ba chủ đề đầu tiên chúng ta đã trả lời rất là xuất sắc, phải không ạ? Và đó là một tín hiệu. Nhưng đến chủ đề thứ tư, mặc dù hết sức cố gắng đưa ra rất là nhiều dữ liệu, nhưng mà
thanh trại. Anh Trọng cũng chưa đoán ra được đó đó là gì. Bây giờ anh có thể đoán ra được chủ đề thứ tư là chưa, là nông trại rồi bò rồi đồng cỏ. À, đấy, trang trại. Đồng ở trang trại. Trang trại đúng không? Bây giờ là đó là trang trại, đồ ăn nguội thì đúng là hơi khó. Khó. Đồ ăn chả lá rồi thịt. Khó, đó là đồ ăn nguội. Từ hamburger mà nó qua tới tủ lạnh luôn. Anh đã ghi được số điểm là 900 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 900 ngàn đồng. Trở lại lần thi thứ hai của phần thi khám phá kim tự tháp. Ở phần thi này chúng ta cũng có 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Nguyên nhân chống vi khuẩn, con tàu xoay vần, quá tải. Chủ đề thứ 5 là trời ơi. Chủ đề cuối cùng là cẩn thận đó. Và tất cả những quy định của vòng này vẫn không có gì thay đổi so với vòng thi trước kia. Bây giờ thì các thành viên của hai đội đã hoán đổi vị trí cho nhau. Bạn Ngọc Trâm lúc này là một đồng đội mới của đội bạn Anh Thúy. Và anh Huy Trọng lúc này là một đồng đội của đội bạn Hoàng Anh. Xin chúc cho sự hoán đổi vị trí này mang đến một kết quả như mong muốn. Chủ đề đầu tiên mời đội của bạn Anh Thúy, mời bạn. À, em xin chọn chủ đề chống vi khuẩn. Chủ đề chống vi khuẩn, gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ liên quan đến việc làm sạch bụi, lau chùi, lau dễ lau nhà, quét nhà dễ lau á, bụi chùi. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. À, cái nước gì để mà nước lau nhà, bụi nước đó mới gì nói chổi. Ừ. À, cái gì bỏ quần áo vô máy giặt. Ừ. À, cái miếng như này để cháy mặt. Chứ mặt phấn không không bao à. Bông gòn cái gì không không phải hút bụi đâu, để cầm đến nè. Dạ. Cầm nè cái trà cái cây ôi lau nhà, cái lau nhà thôi à. Biết là cái cây lau nhà đó cái... nhưng mà không có đoán ra được đó là cây lau nhà phải không, nói đại là cái trà quên. Chủ đề đầu tiên dành cho đội của bạn Hoàng Anh, mời bạn chọn chủ đề. Em xin chọn đề tài quá tải. Quá tải, gợi ý của chủ đề này như sau. Những nơi người, có đông người lưu trú, những người, nơi nhà hát, trường học, bệnh viện, sân vận động. Anh có 10 giây để chuẩn bị. Khu chung cư tập thể gì đó, khách sạn. Rồi 10 giây anh đã hết, bây giờ anh có 30 giây nè. 30 giây bắt đầu. Sinh viên ở trường đại học, trường học, chỗ ký túc xá. Người ta bệnh đến khám bệnh viện. Thuê phòng đi nghỉ, khách sạn. Cao ốc, chung cư. Mướn chỗ để ở dưới khách sạn, dưới khách sạn tầng hầm. Không, cấp dưới khách sạn bỏ qua. Sang nước ngoài, sang nước ngoài bị ở. Chạy chị nè. Kiếm chỗ nào ở dưới tầng hầm cũng khó hả anh hả? Tầng hầm để xe. Đấy mình nói tầng hầm. Chung cư nhà, nhà trọ, nhà trọ thì chung cư nhà trọ cấp thấp hơn cái là dưới cấp là dưới cái cấp của khách sạn là đến nhà trọ. Chủ đề thứ hai dành cho đội bạn Anh Thúy. Ở chủ đề này thì bạn Ngọc Trâm sẽ là người gợi ý, mời bạn chọn chủ đề. Dạ em chọn là cẩn thận đó. Chủ đề cẩn thận đó, gợi ý của chủ đề này như sau. Những thứ có thể nổ. Bơm. Pháo. Thuốc nổ. Bình ga. Cái gì nữa ta? Cái gì ta tự nhiên 30 giây bóng, tự động biết bóng, à. Bóng. Bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Ném. Pháo. Không phải. Lựu đạn. Đúng. Băng. Băng ấy súng. Nổ to ra đó. Bông bóng. Không phải, nổ to lắm. Bơm. Đúng rồi. Cái nãy mới nói luôn. Bông bóng. Nấu bằng cái đó mới nấu. Ga. Hai chữ. Bình ga. Chạy, phương tiện chạy thì ở dưới nó có cái ống bô. Không phải. Cái gì? Ngoài cái vỏ. Được xe chưa? Bên trong cái vỏ nó là cái trong cái vỏ. Chủ đề tiếp theo dành cho đội của bạn Hoàng Anh ở chủ đề này thì anh Huy Trọng sẽ là người gợi ý, mời anh chọn chủ đề. Tôi thấy đội bạn Thúy được 6 điểm, tôi kêu trời ơi.
Thôi tôi lấy trời ơi luôn. Hợp cảnh hợp tình luôn phải không ạ? Gợi ý của chủ đề này như sau: những thứ có thể tạo ra lỗ thủng. 10 giây cho anh bắt đầu. Khổ. À, túc nô vít, rùi, rùi à, kéo, dao, đục à. Nhưng mà cái này khó, thợ mộc nhiều. Rất là khó. Kim à. Anh có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Bằng bằng bằng. Bắn nó ra cái gì, cái gì nó bay. Đạn. Hai chữ, một chữ trước. Hai chữ, chữ đằng trước đúng, chữ đấy đúng rồi, chữ đằng sau. Đạn, đạn hơi. Chữ đấy đằng sau, chữ đằng trước cơ. Cho qua đi à. Bỏ qua. Robin Hood bắn cái gì, cũng hai chữ. Tên. Hai chữ. Cung tên. Không, cách nhờ. Gọi, cách gọi, lượng từ giống như quả bóng á. Thì cái gì, cái gì. Bắn. Bỏ qua. Bỏ qua. Khâu bằng cái gì, cũng kim. Hai chữ. Hai chữ. Kim chỉ. Hay không? Đúng là nói chung về may vá mình không quen lắm. Cây kim. Chúng ta đã trải qua 4 chủ đề, số điểm hiện nay của hai đội như sau. Đội của bạn Hoàng Anh được 3 điểm và đội của bạn Anh Thúy được 10 điểm. Xin chúc mừng hai đội. Và bây giờ là chủ đề thứ 5. Chủ đề này dành cho đội của bạn Hoàng Anh. Tôi xin cho chủ đề nhi nhằng ạ. Anh toàn chọn chủ đề khó khăn không? Hết trời ơi, bây giờ đến nhi nhằng. Gợi ý của chủ đề này như sau: những thứ dùng để kết dính. Những thứ dùng để kết dính, đúng rồi. Cơm, keo, hồ. Kết dính này nghĩa đen, nghĩa bóng. Nghĩa bóng thôi, không mệt rồi. Nhựa, như là nhựa cây. Còn gì nữa nhỉ? Hết chưa anh? Dạ thôi, chắc hết rồi. Hết rồi. Anh có 30 giây. 30 giây, bắt đầu. Đấy, cái vừa nói đầu tiên mình ấy hai chữ ở văn phòng hay phòng. Văn phòng mình một chữ. Hồ. Không, cần ăn giống từ đấy, cùng nghĩa nhưng mà từ khác. Cũng là như thế nhưng mà từ khác kèo. Nghĩa. À, xây nhà dùng cái gì? Hà tiên, vữa. Bình sơn. Hà tiên, bình măng. Sơn. Bỏ qua. Dùng để, dùng với kim thì để là cái gì may vá được. Cái gì phải chọc vào kim á. Chỉ. À, cái là mình kẹp kẹp văn phòng phẩm á. Một chữ. Yeah. Bỏ qua. Nhanh thế. Này nó cũng khá hơn nãy không anh? Khá hơn nhiều. Chủ đề cuối cùng là con tàu xoay vần. Chủ đề này cũng là chủ đề có điểm thưởng. Đội của bạn Anh Thúy không cần phải chọn gì cả, tự nhiên điểm thưởng nó đến thôi, phải không ạ? May mắn. Gợi ý của chủ đề này như sau: là những thứ luôn chuyển động. Những thứ luôn chuyển động. Máy móc. Bánh xe. Bánh xe. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Mặt trời xoay quanh. Mặt trăng xoay quanh trái đất. Thổi. Gió. Nước. Không phải. Thủy. Ở ngoài khơi á. Biển. Hai từ. Nước biển. Không phải. Biển. Từ phía trước là sóng biển. Hai lây. Cái gì bay qua bầu trời hai lây nè? Trời kinh khí cầu. Không. Máy bay. Bỏ qua. Đổ từ trên xuống. Có hát. Nước. Đúng rồi. Nói chung cũng hài lòng rồi phải không? Dạ. Trả lời được bao nhiêu đó cũng là hài lòng lắm rồi phải không ạ? Các bạn đã trải qua sao tất cả là 6 chủ đề. Như vậy là chúng ta cũng đã xác định được đội sẽ tiếp tục bước vào vòng thi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Đội của bạn Hoàng Anh với số điểm là 6 điểm và đội bạn Anh Thúy một lần nữa tiếp tục bước vào vòng thi cuối cùng với số điểm là 14 điểm. Xin chúc mừng đội của bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi cuối cùng của chương trình mang tên Chinh Phục Kim Tự Tháp. Mày mặc đồ màu xanh mà may mắn quá ha. Đã hai lần được ngồi vào chiếc ghế đó rồi. Còn bạn, đây là lần đầu tiên phải không? Dạ. Nhưng mà cũng là lần cuối cùng. Hãy tận dụng những cơ hội này. Hãy diễn đạt hết tất cả 6 chủ đề theo thứ tự từ trái sang phải. Giống như là lần trước thôi, không có gì thay đổi. Và hai tay của bạn Thúy vẫn cầm tờ chúng tôi giữ vào đây. Bạn không được dùng những câu để gợi ý, bạn biết rồi ha. Dạ. Chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê mà thôi. Và bạn Trâm, bạn cố gắng đưa ra thật là nhiều đáp án. Bạn có tự tin ở vòng thi này không? Dạ, tự tin thì có thừa, nhưng mà không biết may mắn là có với em không.
có thừa tự tin là được rồi. Dạ. May mắn thì tự nhiên đến rồi. Rồi bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ. Chúc hai bạn thành công ở vòng thi này. Chúng ta có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Khmer, Hmong, các dân tộc Việt Nam. Đi đứng có ngón, bàn chân. Sơn, nhà cửa, đội, nón bảo hiểm. Nắng, nón bảo hiểm. Bảo qua. Nội Bài, Tân Sơn Nhất, sân bay. Karate, kung fu, các môn thể thao. Karate, võ thuật. Chị An, các hình. Chị An, nước, đập. Nhà máy điện, nhà máy điện. Nước, đập. Chị An, nhà máy điện. Bỏ qua. Nếu bỏ qua luôn nữa là hết rồi. Rất tiếc, bạn gần đúng rồi, chủ đề cuối cùng rồi. Nhà máy điện không thì chưa có đúng, đúng không? Chúng ta có rất là nhiều nhà máy, phải không? Nhà máy nhiệt điện, là khí điện, là thủy điện. Nhưng mà rất tiếc là chỉ nói nhà máy điện không thì nó chưa có đầy đủ với đáp án. Các bạn đã ghi được tất cả là 1.600 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1.600.000 đồng. Chúc mừng các bạn. Xin mời bạn Hoàng Anh và anh Huy Trọng cùng bước lên sân khấu. Rất tiếc là có lẽ là hơi hồi hộp một chút xíu cho nên là do lần đầu tiên chơi game sau. Không sao, rút kinh nghiệm mà lần game khác nữa còn nhiều game lắm. Riêng đối với anh Trọng là tôi thấy anh có biết rất là nhiều những lĩnh vực khác nhau, anh thi thêm môn thử thách ra đi, tôi cũng dẫn chương trình đó. Những cái đấy khó không khó đâu, cũng dễ lắm, anh đi thi được thử thách rồi, ai là triệu phú rồi, rất nhiều chương trình anh tiếp tục thi nữa nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi là số điểm của mỗi thành viên như sau. Trước tiên đó là bạn Hoàng Anh với số điểm là 750 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 750.000 đồng. Chúc mừng bạn. Và anh Huy Trọng với số điểm là 1.350 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 1.350.000 đồng. Chúc mừng anh. Bạn Ngọc Trâm với số điểm là 1.950 điểm, 1.950.000 đồng. Chúc mừng bạn. Cuối cùng là bạn Anh Thúy và hai lần đã bước vào vòng thi đặc biệt, số điểm cao nhất 2.550 điểm, 2.550.000 đồng. Và các bạn thân mến, tất cả số tiền đó chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản thẻ của các bạn. Đây là thẻ Vietcombank MTV Debit Card. Thẻ này sẽ được mở miễn phí cho các bạn. Số tiền đó nó sẽ giờ nó nằm trong đây. Các bạn có thể sử dụng thẻ này để mua sắm hay là thanh toán các dịch vụ gì đó. Và xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình cảm ơn các bạn đã đến với chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kim Tự Tháp đến đây là kết thúc. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của thẻ Vietcombank MTV Debit Card. Và một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.